Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở chợ Miên Đông ở Seoul, Hàn Quốc. Một chợ đêm rất nổi tiếng tại Seoul và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá ẩm thực đường phố. Đi rồi. Yam cho bong trong thơ khăn đại phút óc giác đại hoa thơ say lời giờ nôn nàng mắt tâm kẹt cờ ô sang bần thơ cứ thơ phù điêu giác sâm phạt gặp thơ công phiêu nhìn lẹp mình xíu hoa trái muốn cắn giác hay thơ mà đường khăn chắn cho đại phút khoan rắc khăn sóng khôn. Hôm nay ăn gì? Vừa đâu á? Đâu? Ui. Quay lại chụp hình. Sorry. Ôi chị ơi, bánh nhìn như bánh xèo kìa. Sao nó tròn đấy nhở? Mà nhìn nó như kiểu cơm cháy. Ôi, chị đây. Bánh này chính là cái bánh mà mình tìm ở trên mạng thấy bảo là đến đây ấy, phải ăn đấy. Ờ nhở, 2.000 won một cái, tức là 40.000. 42.000. Ôi xinh ấy, ủa trông như đồ chơi nhở? Nhưng mà có 3 cái mà chị mình có mua một cái được. Thôi một cái thôi. Một cái thôi. Và mục tiêu đặt ra là ăn hết. Ui. Ở cái lòng nó trứng chảy ra kìa. Ui. Ở dưới là bánh bông lan hả chị? Bông lan. Ở dưới nó ngọt và trên nó mặn. Thấy không? À, ngọt. Sao kỳ kỳ. Ui nó rất là mềm. Ui. Chị nghĩ là lỡ ấy. Cái bánh này nó ở mức bình thường so với hình thức của nó. Cái hình thức của nó rất là xinh. Em không thích cái này. Đến hàng tiếp theo thôi. Ô cái gì đấy? Chị ơi, tôm hùm. Tôm hùm nướng phô mai. Ô lại là món nổi tiếng nữa đúng không chị? Em ơi này, hội chợ đêm mà lại bán tôm hùm. Tôi nhìn nếp nhờ. Màu thật đấy. Tức là người ta chỉ cho con tôm hùm vào cái vỏ này xong rồi dưới phô mai lên. Mặc dù đã nốt lại món này rồi nhưng mà món này đắt quá các bạn ạ. Món ăn đường phố mà tận 350.000. Trời ơi. Wow. Cái cá như nó có một cả một miếng hơn. Sáp ong bên trong. Ơi, thế này là món của anh ấy ngon nhất chợ Miên Đông rồi. Món này chưa ăn đã hết ngon rồi. Ngon quá anh ơi. Em thấy mình có 3 người anh còn cho 3 cái gì ở đó tinh tế thế chứ. Ui, cái này rất là hay ấy. Lần đầu tiên mà thấy cả một miếng sáp ong cho lên một cái kem như này. Ủa mà nó mặn mặn ấy chứ nó không ngọt lừ đâu. Ngon nhỉ? Thấy chắc là sáp ong thật đấy. Không phải đâu, mùi da đẹp đấy. Mùi da đẹp à? Đúng rồi. Cảm nào hấp dẫn thế. Người ta làm cái ốc quế bằng con cá há mồm. Ốc quế này có vẻ mềm đúng không chị? Đây là con cá, kem cá trong truyền thuyết của Hàn Quốc đây hả? Bột. Nhưng mà em ngon Việt Nam. Nghe hình như em tưởng ăn. Có mùi cá nhở? Nhà em thấy trong nước còn có ớt, cái hành gì à? Này nhưng mà chị ơi, cho em một điện thoại đi, cho em ra em selfie với anh kia tí. Đấy. Có chịu, đẹp trai quá à. Chị đứng đây chờ em. Chào bạn chưa? Chào bạn rồi. Ôi, món này phải hơi đơn giản nhỉ? À, chỉ là chữ ốp la với lại bacon thôi. Thứ gì nữa ấy? Đó. Ở trên nó còn kiểu topping rồi sốt các thứ cơ. Trông xinh nhỉ? Như là chơi đồ chơi vậy. Gì đấy? Ngô luộc hạt dẻ. Ui, hạt dẻ bóc vỏ nướng đấy. Hạt dẻ to đấy. Nếu mà các bạn muốn ăn luôn ấy, thì các bạn hãy mua. Đừng mua hạt dẻ nhiều. Còn nhiều món ngon hơn để ăn ấy. Như kiểu máy ép cam của Việt Nam ấy. Thấy chim nói mà. Trời ơi, mình ăn liệu xong rồi mình nhai luôn cái hạt ấy. Thì người ta ép luôn cả hạt mà. Cái này là cái chát này, em nghĩ chát vỏ. Vỏ liệu chắc lắm. Sang đúng rồi, mịn đúng không? Người ta bảo là phụ nữ mà mang bầu ấy là phải uống lượng ăn lượng nhiều ấy. Thì ra lúc mới uống vào ấy thì nó rất là ngon nhưng mà để một lúc sau đắng lắm ăn. Chát sẽ mà không uống là 6.000 luôn, tức là bao nhiêu nhỉ? 130.000. 130.000. Bảo rồi. Trời ơi. Thôi. Đi tiếp. Yeah.
Cái xúc xích mà phủ lá lá kia là cái gì? Là lốt đi chị, là lốt đi chị, là xúc xích phủ chả cá. Đây là xiên gì? Bánh gạo với cả phủ chả cá cộng với cả ruốc cá ngừ à? Em không biết. Cá ngừ đúng không? Các bạn hình như là chả cá với lại lá lốt ạ. Còn của chị là thập cẩm các loại. Thập cẩm các loại, nhìn hấp dẫn nhỉ? Phần bột ngoài là cái gì nhỉ? Chả cá, chả cá. Nhưng mà nó hơi mỡ. Chính ra là nên mua của xiên như này này. Thập cẩm cái gì cũng có. Ô, cái này là có tất cả các loại luôn đấy. Ờ, đúng rồi. Thế á? Cái bánh gạo của em ở dưới cùng cái này. Các bạn em đây này. Thả nào mà cái này 4.000 luôn, còn hai cái này là 3.000. Thôi nhau có 1.000 à. Cái này thử cái thôi nhờ. Ở đây có siêu nhiều đồ mỹ phẩm luôn. Nhưng mà đặc biệt là có nhiều cái hãng mỹ phẩm mà mình không biết. Đây là thịt gà ở Việt Nam. Thịt gà sốt chua ngọt à? Ơ, nhưng mà chị Yến đâu? Quả chị Yến đi cái chị ạ. Tôi xong lạc rồi, lạc nhau. Sao lạc nhau coi như mất. Chết rồi. Chết rồi sao giờ? Bối rối quá. Tìm cháu sau đi. Quay trước đi. Thôi các bạn đi tìm oppa đẹp trai thôi. Ờ hay là bà quay lại cái hàng luôn vậy nhỉ? Ừ. Là nướng ở Hàn Quốc giống như là một cái đặc sản. Người ta những cái ngày lạnh như này ấy, người ta hay cầm một viên khoai lang nướng nóng xong mà người ta này hay mình mua đi. Đặc sản là sao lại không mua? Nhưng mà ở quê mình có nhiều khoai lang nướng mà. Mà nhớ khoai lang nướng ở đây nó khác thế nào? Không khác. Đi. Trời ơi thôi. Đi nào. 5.000 won 5 cộng nhỏ. Ừ, mà không nhưng mà chị ơi cái quận nhỏ này ăn ngon hơn bởi vì nó giòn. Chọn đi chị. Mình chọn mỗi loại một. Mỗi loại một cái. Ơ ở đây đúng 5 loại luôn này. Đây là có xúc xích ở trong. Xúc xích với lại lá. Lá gì đấy không biết. Còn cái này như chả có nhân gì ngoài. À có phô mai. Còn đây là gì? Đồ chiên. Em thấy có một cái gì đấy chiên. Đây là có thanh cua. Và lá. Lá nhíp. Nhưng mà nổi ở đây có vị của vừng ấy, dầu mè bọc ở ngoài thơm. Cá ngừ. Mình thích là cái gì mát mà nó truyền thống hơn. To, nhỏ cũng được nhưng mà nó truyền thống ấy. À, cái này là phô mai kìa. Phô mai là hay để hamburger ấy. Ừ, đúng rồi. Ngắn nhỉ? Nóng ở mặt. Ô, cái gì đấy? Bột bột này. Ôi, nhìn như kiểu kem ấy. À, hay là mochi nhỉ? Em có bột bột. Mấy cái tròn tròn, bột bột trắng trắng. Chị ơi, tôi làm gì mà nhìn như là một cái dây kiểu kẹo bông ấy. Sợi sợi đúng không? À, đây là kẹo dâu rồng ấy. Cái kẹo mà kẹo dâu rồng. Cái này bản đồ ăn có làm một lần rồi. Cái món lúc nãy em tưởng tượng đúng chả nem của Việt Nam ấy. Cũng chả giống mà nhá, sao mà cũng để nhân như thế? Không, em lại tưởng tượng. Ô, hoa quá. Trái cây. Ui, trái cây đấy. Ôi, bên này đồ ăn trái cây như kiểu bắt được vàng ấy. Kiwi nữa kìa. Ô, có một cốc mix nè. Một cốc mix nè. Xoài. Lê. Wow, nhiều quá. Thử không? Mình lấy loại 5.000 đi. Ui em ơi, sao quả dâu này to thế nhở? Không, dâu giả. Dâu chín thôi. Trời ơi. Thế mình là lấy lụp to lại mix đi. Mình làm gì có gì, có gì ngoài tiền. Cái đồ kia nó đúng. Trời luôn. Trời luôn. Ừ, ăn bao nhiêu đồ kiểu ngây ngây á. Hơi chua nhở? Ừ, em biết là kiwi xanh á. Tí hủy tìm em. Chị em mình chưa có một đẩy vào địa bàn khác rồi. Không biết bà Yến đang lạc ở đâu rồi cơ. Chắc là đang đi ăn một món khác riêng rồi. Trời ơi, thấy chưa? Ăn cái này đi. Các bạn nhạt nhẽo không có vị gì đâu này. Ngon á. Đây là dưa lưới. Không phải là dưa bỏ. Ngọt. Quen quen đúng không? Nhìn thấy đâu? Kem marshmallow. Ở trên mạng em thấy rồi. Instagram. Đúng rồi, người ta ăn rồi. Okay. Đây. Cái marshmallow nướng. Xong ở trên của nồi kem nữa. À. Ôi, người ta dùng cái bình xì khó ấy, khó. Ờ, cái bình khó. 8.000 các bạn ạ. 8.000 á. Món này hôm bữa mình vừa lấy ở trên mạng xong ở trên Instagram. Không thấy mùi gì cả, nhưng mà có vẻ là cũng lạ đấy. Ở bên ngoài nó còn giòn ngọt ngọt. Ở bên trong thì nó là dai, của nó ra đâu có chảy ra. Nó hay lắm, nhưng mà ở giữa còn cái gì nhỉ? Không có, nó mùi kiểu caramel ấy. Nó ngoài đắng. Nó ngoài như kiểu đường cháy, đắng đắng. Trong nữa là có một lớp đúng chocola và cuối cùng là vani. Nó vừa ngọt, vừa đắng, vừa đẹp, vừa lạ. Lạ nhỉ? Rất là lạ. Mình nghĩ là ở Việt Nam mà nó có này.
Ôi, đói, cô ấy đói mà ăn xong mệt quá. Em mệt. Này, bé Yến vẫn chưa về. Không biết làng ở đâu rồi. Ờ, bộ này đi em đâu nhỉ? Ui, chị ơi, có bà nào mặc áo màu hồng như là nhìn nhìn giống bà Yến lắm. Cái kia, cái kia nhìn điên à? Sao bà được bãi rác không gì điên à? Nhìn giống lắm. Đấy, đúng rồi em ơi. Tôi đi ra đi. Kinh mà. Chị ơi. Trời ơi, đi đâu rồi? Chị làm gì ở đây đấy? Chị ăn hết cả đống này rồi á? Trời ơi, thì mình lạc nhau ở chỗ này, tôi chỉ dám đứng đây thôi. Bây giờ mà đi làm sao mà tìm được? Điện thoại thì không có. Đi thôi, bây giờ đi ăn. Đi, dẫn chị đi ăn nhá. Này, khổ thế. Thở đi ăn, khổ lẻ. Sợ thật. Ở nơi đất khách quê người, tiếng thì không biết. Điện thoại thì không có. Đường thì không biết, điện thoại thì không có. Có mỗi tiền thôi. Nữa. Mình có ăn thử không? Ăn thử không? Ăn thử để biết chứ. Nhưng mà cái này em thấy cũng liên quan đến trứng thù đấy. Ừ. Em thấy là trứng thù đi. Ôi, rất nhiều thỏ. Ui, nhiều thỏ quá. So many rabbit. Chị ăn thỏ trắng hay là thỏ ngọc? Ủa? Có hai thỏ nữa. Ừ, thỏ tai hồng với thỏ tai trắng. Ở trong này thì có hai nhân, ba nhân strawberry, ba nhân quả dâu, hai nhân quả kiwi và hai nhân quả quýt hay quả cam gì đấy. Quýt. Ui, to thế. Ôi, cái của em là kiwi. Ơ, cái của chị cũng kiwi à? Ừ, chị em là nhân quýt này. Em là nhân dâu à? Ừ. Đi. Wow. À. Sự bất ngờ đấy. Ngon lắm rồi. Ngon. Em mới ngon. Cái vỏ mặn mặn nó không bị ngấy. Nó ngọt là chỉ ngọt ở cái độ đỏ thôi. Còn cái vỏ ngoài rất là ngon đấy. Ăn hết cả quả dâu luôn các bạn ạ. Cái này là giá tiền là như nào nhỉ? 15.000 luôn à? 15.000 luôn một hộp 6 cái, được cả một cái tức là 15.000 luôn 7 cái. Tầm 80-100.000. 80.000. Mà mình xin được nói lại với các bạn luôn, bọn mình đã ăn một cái loại kem mà cũng rất là sốc. Có giá 8.000 mà sau khi ăn xong mình quy đổi ra là có giá 160.000 tiền Việt. Kem marshmallow. Trong lúc mà chị đang đứng ở chỗ bãi rác ấy. Thì rất tiếc là chị không ăn được cái đấy. Chị thật sự là tổn thương đấy. Trái tim của em rất đau. Chợ đã gần đóng cửa rồi, bọn mình có bao nhiêu tiền rồi chị? Bọn mình còn khoảng 40.000 won nữa. Ôi, sao còn bao nhiêu tiền? 40.000 won là bao nhiêu tiền Việt? 800.000 theo giá nước làm. Ồ, mình đã tiêu hết 1.200.000 rồi. Mình ăn điều kiện mà chị. Không có gì ngoài tiền đúng không? Ở Việt Nam món này thì ăn nhiều rồi, nhưng không biết là sang tận Hàn Quốc thì ăn cái vị của nó như nào. Món này đúng rồi. Tteokbokki với lại bánh chả cá như kiểu cô hồn thuốc túy của Hàn Quốc ấy. Cô hồn thuốc túy. Không cay. Ở Việt Nam lúc nào cũng cố làm nó cay lên. Mà nó đậm đà ấy. Nó là hơi khác với Việt Nam nhá. Nó đậm ngon hơn. Ừ. Nó kiểu gì ấy, nó kiểu nó ngọt nhá. Mà cái lớp ở ngoài ấy, nó còn mịn, bột mịn cơ. Nó không bị trần trần nhỉ? Mà nó không bị nhán. Quên là nhiều thứ quá. Thịt nướng, hot dog, mô, nhỏ đen kia. Ừ, bùi. Cái của em lên kiểu gì cũng thôi, bỏ đi. Ê, món ăn rất quen thuộc đúng không nào? Nhưng mà hãy xem là công an ở Hàn Quốc thì có khác gì ăn ở Việt Nam không nhá? Trước mắt là mình thấy nó to. Đây là ngô nướng, đây là ngô luộc không? Đúng, đây là ngô luộc, kia là ngô nướng. Còn đây là dồi lợn với lại bánh gạo. Nhưng mà nó có một cái nốt sốt gì đấy. Một cái nốt sốt chắc là tương ớt. Tại sao lại dẻo như thế? Nó có vị mặn ngọt ngọt của em nó dẻo ra mà ăn luôn đi. Ngon quá à. Ừ, cái vị cũng thế, cũng hơi mặn ngọt ngọt. Cho ăn thử cái của em không? Không. Thật đây không ngon như trong tưởng tượng của em nhưng mà ăn cũng được. Thì em mua mà em chẳng khen ngon thì ai khen. Nhưng mà mình đã xử lý xong cái mớ tiền mà anh Huy cho. Ôi, ba người con gái mà hết từng đấy. Không, ẩm thực đường phố ở Hàn Quốc ấy. Phong phú. Nó xa xỉ quá à. Thật khiếp. Một cái kem thì mà tận 160.000. Tủ lợn 100.000. Oh my god, can't believe it. Chỉ nghĩ đây là rồi cua hoàng đế rồi em ạ. Cảm ơn các bạn. Có thể là sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở Hàn Quốc hoặc là ở những nơi tiếp theo ở Việt Nam, ở miền Nam, miền Bắc. Rồi và cũng xin được cảm ơn Galaxy Note 9 đã đồng hành cùng với cả bọn mình với một thời lượng phim rất là khủng. Bọn mình quay từ lúc mà trời còn sáng cho đến lúc mà trời đã tối rồi. Bây giờ bao nhiêu rồi? Bây giờ là 12 giờ rồi. Đúng. Nếu như các bạn cũng muốn sử dụng pin, sử dụng điện thoại lâu mà không cần sạc pin thì hãy dùng Galaxy Note 9. Bye. Cháu thấy ở Seoul các chú lái xe rất giỏi.